Nỗ lực phát triển toàn diện, bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam đã bác bỏ mọi xuyên tạc chống phá. Vấn đề dân tộc luôn nhạy cảm và là mục tiêu chống phá chia rẽ mà các thế lực thù địch không bao giờ bỏ qua. Kể từ khi Việt Nam giành độc lập thống nhất đất nước, vấn đề dân tộc ngày càng trở thành một mục tiêu tấn công trực diện nhằm phá hoại nỗ lực đoàn kết, thống nhất của thể chế và dã tâm biến nó thành ngòi nổ, phá hoại yên bình đất nước ngày càng giáo diết. Một trong những thủ đoạn tấn công của chúng là rêu rao phủ nhận vấn đề bình đẳng chính trị giữa các dân tộc, vụ cáo đảng, nhà nước phân biệt đối xử, tiêu diệt dân tộc thiểu số yếu thế, kích động người dân tộc thiểu số quay lưng, chống phá lại sự đoàn kết và trật tự ổn định. Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 14% dân số cả nước, cư trú đan sen ở 51 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, tổng dân số dân tộc thiểu số cả nước là 14.119.256 người, 7.073.907 năm, 7.045.349 nữ. Ý thức sâu sắc vấn đề dân tộc trong mối đoàn kết và giữ vững an ninh ổn định đất nước, cả hệ thống chính trị đều nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần thúc đẩy bình đẳng, nâng cao trình độ phát triển mọi mặt trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thúc đẩy bình đẳng giới đối với các dân tộc thiểu số, có thể liệt kê một số nỗ lực đó như: Lĩnh vực chính trị đạo tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị của cán bộ nữ số lượng cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số là ủy viên trung ương đảng đại biểu quốc hội liên tục tăng qua các khóa gần đây nhiều cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số được tín nhiệm bầu bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước đội ngũ cán bộ nữ đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cấp trung ương đến nay Tổng số cán bộ nữ ở các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương là 7.521 người, trong đó có 17,5% giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trở lên. Một số cơ quan có tỷ lệ cao như Thông tấn xã Việt Nam 41,8%, Đài Tiếng Nói Việt Nam 25,2%, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 24,1%. Ở cấp tỉnh, tổng số cán bộ nữ là 5.814 người, trong đó có 714 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp cơ sở và tương đương trở lên 12,3%. Một số tỉnh thành phố có tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh đạt cao như Lạng Sơn 24,4%, Lào Cai 19,1%, Hải Phòng 18,3%, Cần Thơ 18%. Lĩnh vực kinh tế lao động việc làm đã tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn. Phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lĩnh vực kinh tế, thị trường lao động được triển khai thực hiện thông qua chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt vùng dân tộc thiểu số như Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, chương trình 30A. Trong giai đoạn này, vai trò và tiếng nói của phụ nữ tham gia quá trình lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các công trình được chú trọng, được bộ, ngành lồng ghép vào các văn bản hướng dẫn thực hiện như quy định tỷ lệ nữ trong ban chỉ đạo, ban giám sát. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Chất lượng nguồn nhân lực nữ được nâng cao, từng bước được đảm bảo bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như Nghị định 86-2015 NDCP ngày 2 tháng 10 năm 2015 đã quy định về chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Nghị định 116-2016 NDCP ngày 18 tháng 7 năm 2016 quy định chính sách hỗ trợ học sinh, và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định 57-2017 NDCP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Các chương trình dự án chính sách của nhà nước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới trường mầm non, trường phổ thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được củng cố, mở rộng, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học dân tộc chất lượng giáo dục của các trường được nâng lên một bước. Lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe được sự quan tâm của chính phủ đến nay, cả nước đã có gần 6 triệu người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế. Phần lớn nhà chính sách cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân tộc thiểu số sinh sống tại những địa bàn khó khăn. Trong đó, người dân tộc thiểu số có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh khoảng trên 90%. Lĩnh vực văn hóa thông tin đã có bước phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân từ năm 2016 đến nay đã chuyển phát 18 loại ấn phẩm báo chí với số lượng 51,2 triệu tờ. Kênh VTV5 Đài truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng hầu hết các ngày trong tuần, gồm 22 thứ tiếng dân tập thiểu số. Có hơn 16.000 điểm giao dịch bưu chính viện thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Cùng với sự phát triển chung qua cả nước, tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số sử dụng điện thoại tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2010-2018, nhưng không đồng đều. Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, Từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình, các vấn đề về giới, bình đẳng giới, bất bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được triển khai với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm của nam và nữ giới trong việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nhiều hoạt động truyền thông vận động được cán bộ ngành và địa phương linh hoạt chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo tranh thủ lồng ghép vào các chương trình dự án chính sách khác để triển khai tại vùng dân tộc thiểu số từ đó nâng cao hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới Kết quả trên đặt trong thực tiễn Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc lại có văn hóa, tiếng nói, chữ viết riêng, lại thường cư trú ở vùng sâu vùng xa, vùng địa bàn đặc biệt khó khăn, đại bộ phận đời sống của các gia đình dân tộc thiểu số còn khó khăn, một bộ phận đồng bào không biết tiếng phổ thông, trong khi một số dân tộc chỉ có tiếng nói không có chữ viết, cùng với sự tồn tại của phong tục tập quán, tín ngưỡng, hủ tục lâu đời trong đời sống đồng bào dân tộc mới thấy hết những nỗ lực của việt nam trong việc thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc việt nam nói chung bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng thực tiễn ấy đã bác bỏ mọi xuyên tạc của các thế lực xấu về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số ở việt nam nhằm chống phá cách mạng nước ta